Hi, welcome back to my channel. Starts gonna go, okay? But like I said, so long, everyone. Yeah, thank you so much. Okay, let's go. So far, we sound good to show. Let go. Mission.
rồi và tựa game tiếp theo Granny cho tôi chịu lấy câu. Let go. Slender dia sesala okay.
Let's go. Let's go. Thank you.
Slenderia Asylum, okay? Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả những tờ giấy được gắn trong bệnh viện của Hoàng này. Và trong đây thì sẽ có... Oh my gosh, bị đẩy rồi. Mình sẽ vào lại. Trong đó thì sẽ có Granny Slenderia. Và ở đây thì Granny mới đẻ một đứa con. Và đứa con này thì cũng khá là kinh dị. Sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go.
Okay, about to get the chow. If you know, let go. Let's go, baby. Các bạn sẽ đợi một chút nha. Tựa game này thì nó lag vào hơi chậm một chút. Rồi. Đây là một tựa game ma và các bạn sẽ phải cẩn thận khi con ma này xuất hiện và nó lao vào thì các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu không thì các bạn sẽ bị nó xử lý và lúc đó các bạn lại bị trở lại từ đầu. Thúc một lúc thì con ma nó sẽ xuất hiện một lần. Cho nên đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn nó xuất hiện kiểu gì. Nó sẽ bay đến và các bạn phải quay đi luôn. Thì các bạn sẽ không sao. Đó, ok.
Cứ thế các bạn sẽ đi xung quanh và tìm kiếm những bình còn lại nha. Bình thứ tư này. Và từ kênh tiếp theo, let go. Kênh tiếp theo, Jess Killer, let go. Thank you.
Oh my god, wow, oh my god. Oh my god.